Erling Haaland hỏng phạt đền nhưng vẫn ghi bàn, giúp Manchester City thắng Sheffield United 2-1 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Haaland mở tỷ số cho Manchester City ở đầu hiệp 2. Sau pha qua người và tạt bóng đầy nỗ lực của Jack Grealish, tiền đạo Na Uy chọn đúng vị trí để đón bóng rồi đánh đầu căng, khiến thủ thành West Rotherham chôn chân. Sau khi lập công, Haaland thở phào rồi chia vui cùng đồng đội và cổ động viên. Trước vòng này, Haaland đã tịt ngòi 2 trận, gặp Sevilla ở siêu cấp châu Âu và Newcastle ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Việc chân sút 23 tuổi im tiếng là một phần nguyên nhân khiến Manchester City chật vật. Sự vắng mặt của đối tác số 1 trên hàng công Kevin De Bruyne và huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo càng khiến Haaland chịu thêm áp lực. Trên sân Bramall Lane, Haaland bị các hậu vệ Sheffield chăm sóc đặc biệt. Anh thường xuyên bị hai cầu thủ đeo bám, sẵn sàng dùng tiểu xảo ngăn cản. Tiền đạo 23 tuổi nhiều lần bực tức và phàn nàn với trọng tài. Phút 35, Haaland có thời cơ để giải tỏa tâm lý cho bản thân cũng như toàn đội. Julian Alvarez quát xuống sát biên dọc rồi tạt bóng trúng tay John Egan. Trọng tài cho Manchester City hưởng phạt nền mà không cần xem lại VAR. Tuy nhiên, trên chấm phạt nền, dù đánh lừa thủ thành Foderingham, trung phong Manchester City sút dội cột ra ngoài. Sau giờ nghỉ, Manchester City gia tăng sức ép và bắt đầu tạo nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Haaland đệm bóng chạy cột sau đường căng ngang từ Kyle Walker. Ít phút sau, đến lượt Rodri có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút chéo góc đi chệch khung thành trong gang tấc. Trong lúc Manchester City khó khăn, Haaland lên tiếng. Tiền đạo Na Uy sau đó thêm một lần dứt điểm tung lưới khung thành của Foderingham, nhưng bị từ chối vì việt vị. 15 phút cuối có lẽ là khoảng thời gian hấp dẫn nhất của trận đấu này. Sau khi Foderingham cản cú sút phạt của Alvarez, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa. Từ pha đánh gót chuyền bóng bất cẩn của Walker, Sheffield cướp bóng rồi đổi hướng tấn công sang cánh phải. Nhận bóng ở thế chống trải, Jadon Bowe sút đập chân Josko Gvardiol đổi hướng khiến Ederson không kịp trở tay. Tuy nhiên, Manchester City vẫn kịp ghi thêm bàn trong thời gian ít ỏi còn lại. Tiền vệ Rodri trở thành người hùng với pha volley quyết đoán trong vòng cấm để ấn định tỷ số 2-1. 2 phút sau khi vào sân, tiền vệ Phil Foden góp công với pha kiến tạo ở tình huống này. Chiến thắng giúp Manchester City vươn lên đầu bảng. Họ là đội duy nhất giành trọn 9 điểm sau 3 vòng. Ở vòng tiếp theo vào ngày 2 tháng 9, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ trở về sân nhà Etihad để tiếp Fulham.